trở lại cái chuyện mà 12 giới của mình đó là gì? Sống mà không có chịu giữ giới 12, không có đọc kinh. Tại cuốn kinh của mẹ chế ra cho mình đọc thiên tâm, trong đó có lại 36 lại sám hối, đúng không? Cái đó cực kỳ quan trọng. Ở ngoài kia Phật tử có đi chùa mà gọi là chùa tốt á, không phải là chùa cà gù cà gật hay là thầy sư quốc danh nha, là một năm cũng không có đủ, không bằng phước đọc một thời kinh của thiên tâm nữa. Dũng nói thật luôn á, là trong đó mấy con những cái bài sám hối mà những cái chữ trong đó đó là mấy vị chứng những cái lời trong đó, con lại dùm cho mấy vị trên cõi trời. Tại trên trời á là mấy vị Bồ Tát còn mình lại sám hối dùm cho mấy vị. Mấy vị có cảm lòng không? Ở trong cuốn kinh Phật giáo chùa đâu có cái đó đâu, không phải là tầm thường nữa đó. Thì con lại dùm cho 12, 24 anh chị em của sư phụ với hết hoàng tử thái tử của dưới Long Cung nữa, thì làm sao anh em của sư phụ với mấy chị của sư phụ mà không cảm động được? Kinh thiên tâm hay lắm á, gán giữ 12. Không sợ già, không sợ bệnh. Mà thấy con bệnh cái mặt con buồn hiu, không bệnh cái mặt cười tối ngày. Nhưng mà lúc ở nhà nó mới bệnh ha. Phải lên đây đọc kinh lại nữa, nó không có bệnh. Như lúc mình sợ ra đường là bệnh, nhưng mà thật sự lên núi nó không bệnh. Để sư phụ nói là có thiệt, chứ không phải sư phụ nói để mà không có. Chứ không có cần thiết phải nói tốt gì cái núi này nữa, nó làm sao làm vậy. Con thấy ông học không? Qua mấy mùa Covid, ổng như con trâu giữa đồng vậy. Ổng có bệnh gì không? Mấy gì độ ổng đó. Con thấy ông già không? Trước khi sư phụ mua núi năm 24 cho ổng bệnh á, mưa lăn với bà già trở về vô nhà thương tối ngày. Bây giờ thấy ông mạnh như con cháu không? Không đâu bạc á. Chứ này có chư vị gia hộ mình, mình bệnh chút chút á, mấy vị phủi cá lỡ rồi. Chứ phụ không có bệnh nha. Không phải là tự không biết lý do gì, có thể cho phụ ngày nào cũng lại sám hối giết lại cha lại mẹ tối ngày. Cháu ơi, cho con làm 50% lợi cho rồi. Chữ trần này nóng nực với allergy quá. Con làm phân nửa rồi, còn phân nửa cho con làm xong luôn. Cái này, với mấy cái mùa hè hồi lúc trước Cali không có mưa đó. Trời ơi, nóng, chịu không có nổi mà phải lên núi đổ xi măng đó. Hồi xưa, những cái năm mà trước khi mưa. Chết nó không có hết, chết tiếp tục một cái cuộc sống vui sướng hơn. Phụ nó thiệt luôn á, đứa nào họ thiên chết là tiếp tục một cuộc sống cực kỳ thích thú vui sướng hơn. Còn sống á là một cái cơ hội ngàn vàng trong nghìn năm mình còn mang thân người để mình làm công đức. Sống cũng giống như là mấy con đang làm gì ta, có cái bài gì mai túi ba gan lấy khế trả vàng đó, là mấy con đang ngồi trong cái kho của hột sòn của cái trái đất này để tạo công đức. Cái đang còn thân người nè là giống như mình đang nằm trong một cái kho tàng vậy đó, mình muốn lấy bao nhiêu vàng quý báu kim cương vậy đó thì bây giờ cứ lấy. Không, đứa nào hôm mua ba mấy trái bắp lợi hả? Ăn mua sư phụ ăn ba trái là con sống được 3.000 năm chẳng. Không thiệt. Thì làm cho bạn đạo mình vui, làm cho vui là có công đức. Mà cái đó không phải như vậy, mà ban đêm mấy chư thiên cũng có đây hôm. Tức là mình làm một cái công việc nhỏ nhỏ thôi, mình thấy nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha, lớn. Giống như bây giờ
mấy con đi đường lên trên đó thấy một cục rác hay thấy một cái lon, cái chai của ai uống nước dư bỏ, con lụm thùng rác, con nghĩ là không ai thấy hả? Thứ nhất là ông thân thần ổng đứng sờ sờ không biết, thứ hai có mấy ông hồng của mình đúng không, là mấy vị basic thôi, còn mấy chư thiên là quá trời luôn, tổ đứng đó nữa kìa, tổ thiệt luôn á. Thì cái đó cũng là công đức. Trở lại cái chuyện cao đồ ngày hôm qua, ăn không lo ăn, bắp không thèm ngó tới bắp, cái ngồi ở ngoài đó lụm số bộ đâu biết ông lụm gì, lụm tàn nhang, mấy cây nhang, cái đó trong kinh Phật không có, nhưng mà cái mình làm như vậy là cũng để tốt, để cho mấy Phật tử phải hiểu sau này những lễ lộc cúng lớn mấy con cứ gom bỏ vô một cái thùng phi hết, cả nhang cả bông cả những cái gì á mình bỏ vào đó mình đốt, mình không có dục tùm lum là, thì là tại vì nếu mà mình dục ở cái đồi núi nhẹ sau này á nó nhiều nhang dục tùm lum cũng thấy cũng không có hay cái núi mình nữa thì cũng là tốt, nhưng mà nó không phải là tội không tội, thì sư phụ đề nghị như vậy. Sau này mình khi mình cúng rồi mình gom nhang lại á, mình bỏ trong một cái thùng đi, mình lựa một cái thùng nào để mình tối mình đốt nó luôn, giống như lò sưởi luôn vậy đó. Bông nữa cũng không có nên dục bông tùm lum la, và trong đó có những cái mà hình ảnh hay mấy cái gì mà của người ta lên đây thảy á, mà về Phật á mình cũng xá cái mình đốt được, thì mình nên đề nghị như vậy. Đường Long, sáng giờ đâu? Sáng giờ con đi lên trên chỗ nhỏ. Hả? Chỗ gái. Gái? Dạ, nó học y tá này. Ờ, cũng có đây. Dạ, nhưng mà tốn ở dưới cái xếp đây cỡ bán 20 phút rồi. Con của con hả? Dạ. Ờ, rồi đâu có biết. Nhưng mà nó ở mình gia đình. Ở bên Cali thì thiếu ở trường học. Ok. Nếu sau này á, tất cả những đệ tử họ thiên ở đây á, mà có lên ở dưới tầng trời mà thấp với sư phụ mà cao sư phụ nhắc lên được. Bây giờ mình nói giả sử nha, Biden không Trump không có tài kiểu nào nữa, ổng cũng không có thể thi giùm con của ổng, ổng cũng có thể được làm những cái này, ổng có thể ổng nói với ông chấm điểm hay ông giáo sư con tao á, thì ông kia ổng chấm điểm công bằng chút con không bị ăn hiếp thôi, chứ còn con cũng phải tự sức con học đúng không? À, nhưng mà hả, sư phụ đặt cắt chứ ông, mình không có lạm quyền được hết. Ừ, sư phụ xuống đây á, sư phụ làm sai sư phụ cũng bị mệt á. À, thiên tử xuống trần làm sai cha cũng phạt như thường thôi, thì cái kiểu hòa thượng nói xưa hồi xưa Phật A Di Đà có nói á, xuống đây hộ thế tử không hộ mà nhiễm trần theo tà đó là bị đọ như người thường, ổng là Bồ Tát đó con, chủ trì chùa Phi Manh mình á. À, cho nên đang đừng tưởng mà xuống đây muốn làm gì đó là làm. Không có hối lộ. Đi lên trên đường nó là một con lần cha kể chuyện cho sư phụ nghe đó, con xuống trần lâu lắm rồi, lâu có nghĩa là 3 ngày ở trên trời á, là dưới đất này là mấy trăm nghìn năm mà lâu à. Từ trước cái thời Nai So, sư phụ đã từng ở những thành tinh khác, đi qua thành tinh này, thì thành tinh này mới tạo thiên lập địa từ thời vua Thần Nông rồi tới Châu Văn Dương rồi tới Tần Thủy Hoàng dài dài, sư phụ còn nhiều kiếp làm vua lắm, mình không có kể hết được, mình kể xa xa đó thì ok, những kiếp gần đây nữa cũng có nữa, đi từ Âu Châu, Ai Cập, rồi Ấn Độ cũng là công dân của sư phụ hồi xưa tái sanh qua bển. Người Tây Tạng hôm nay là sư phụ làm vua bên Tây Tạng là ông Sri Ramaphosa á,
là đem đạo Phật vô cho Tây Tạng. Thì hôm nay mới có giao duyên nhiều thầy Tây Tạng là cũng vậy. Tại cái kiếp nào mà nó vừa đạo với vừa đời thì lúc đó cha lại xỉa xuống, nghĩa là một tài tử đóng phim gì hay thì đóng phim đó. Còn chứ không phải là mình muốn làm cái gì mình làm được. Sư phụ vừa nói cái tên của ông vua ở Tây Tạng. Mỗi lần sư phụ nói chuyện á, đừng có cắt ngang. Cao đồ mỗi lần vô cái ý cao đồ cắt ngang à. Làm sư phụ không có nói được nữa. Ví dụ mà ấy để người ta chấm dứt. Lúc người ta nín thì không chịu nói đi. Người ta đang nói thì dù có cái ý để nó tiếp tục nữa. Là ông nghe tới tới khúc cũng biết không cắt ngang à. 10 lần nha, 10 lần. Rồi giờ tới phiên câu đầu nói vua gì? Hồi đó vua Tây Tạng đó có phải dịch tiếng Việt là Sùng Tán Cán Bố không? À, chuyện đó mình không biết. Mình biết là Sroan Champo coi đi. Yeah. Có nhiều đó thôi cũng cắt nó. Trời ơi. Thì vậy ông vua có tài lắm. Ông vua mà đánh vô nước Tàu, vô nhà Đường á, rồi cái công chúa của Đường Thái Thái Dân á phải gả, lúc đó là sư mẫu là công chúa của Đường Thái Dân. Vậy là ông rồi. Ông đó đó. Dạ. Sư phụ giỏi về chinh chiến, với giỏi về mang cái sự công bằng lại cho một cái quốc gia. Thì y như Đức Thầy, tại sao kiếp nào ngài cũng dùng thần thông, lúc ngài làm Gia Cát Lượng cũng dùng thần thông để mà làm xích bích quả lửa để đốt tàu của Tào Tháo. Rồi lúc mà ngài là Khương Tử Nha cũng dùng thần thông, đúng không? Rồi lúc ngài là ông Lưu Bá Ôm cũng giúp, chưa nói nữa có ông kiếp làm đó nói nhiều quá tao nói mình nổ. Thật sự 100 năm tái sanh tới thế luôn là nhiều kiếp lắm, cái gì kính tính không có hết. Mà tại mỗi lần cao đồ cắt ngang thụ quên đi cái ý đầu là cha nói á, có đầu thai quá nhiều kiếp lắm rồi, có những kiếp cho hồi phải đầu thai thành thú. Là kiếp nào không biết không, kiếp thời dinosaur cho hồi làm chúa chùm của dinosaur nữa, nó đâu có loài người, để nó cũng là có linh hồn đúng không, chúng ta có đứa là dinosaur nữa đó. Bữa trong hãng cho hồi coi mày dinosaur à, nó có là thú thôi à. Thì có một lần cha trên xuống, con làm đủ, đóng đủ dài hết. Đi từ hai chân cho tới bốn chân cũng có, bay cũng có. Nhưng mà phim nào ra phim đó, phim này là phim Việt Nam phải không? Phim thời đại của Việt Nam, phim thời đại chiến tranh Biển Đông phải không? Phim thời đại của Hội Long Hoa, Hội Long Vân, phim thời đại của Phong Thần 2 sắp tái diễn. Mỹ Thâu Lệ Phẩm Trề Ban Phong Thần. Sau này after all, sau khi hết Nga, hết Ukraine, hết Tàu, hết Đài Loan, hết Nhật, hết tùm lum la rùm rầm như kiểu này đi, thì nước Mỹ vẫn là nước cường quốc. Cho nên mấy vị mới cho cái câu Mỹ Thâu Lợi Phẩm Trời Ban Phong Thần. Nếu một người nào ở ngoài kia chỉ nghe câu đó, bên Tàu hay là bên ấy, trên thế giới Liên Hợp Quốc mà nghe là cũng phải quản hồn. Không có thể nào mà đi ăn hiếp Biden nữa. Tại Biden chỉ là tạm thời xả cái nghiệp. Tại bờ trên đã nói rồi là Mỹ Thâu Lợi Phẩm Trời Ban Phong Thần, tức là nước Mỹ vẫn là cường quốc trong tương lai. Rồi có cái bài cơ gì mấy vị nói là khi Việt Nam mình xây dựng lại á, là nước Mỹ là nước giúp đỡ nha. À, bên cạnh thì có chú Cờ Hoa, Lân La, có chú Chệt Nơi Na bên mình gì đó. Chú Chệt là không biết là Đài Loan hay là Singapore gì đúng không? Nhưng mà trong cái sấm cơ mấy vị nói đó là nước Việt build up lại lên là cờ hoa là Mỹ. Bên cạnh thì có chú Chệt Lân La bên mình. Thì có cái bài sắm bữa hồ đọc. Sắm cơ là đi hình nghìn năm sao là sai được. Chỉ con người mình khôn quá, tính già, tính trẻ rồi tính sai chật lắc thì mới lì lợm cứng đầu, mới không có hiểu.
cũng may là năm năm nay nói gì chúng đó mà còn bị chửi. Thôi nói chặt rồi thôi, không biết chuyện gì xảy ra ta. Mà xảy không xảy gì, sư phụ cũng làm thật lòng. Cái gì lời thiệt là thiệt, giả là giả. Thiên tử trên thế gian này không có làm giả được nha quý vị. Nó có thể là một thằng đẹp trai như sư phụ đi, nó có thể là một thằng có bằng cấp siêu quần giỏi đi, nhưng mà cuối cùng nó không có bảy dòng hầu ai, nên sao làm giả được. Cái đó là về mặt vô vi. Ở đây tôi không thấy hào quang của anh bộ lộ hào quang cho tôi thấy thì tôi mới tin. Ở Việt Nam vô minh nó hỏi nhiệt rồi, ok rồi, cái đó thì để mày tu đi rồi mày mới thấy. Nhưng mà cái nó phải thấy đó là tham, sư phụ không còn tham nữa. Sư phụ mới mỏ mấy chục triệu làm công sức lên đây mà rồi nghĩ cách decorate cái giường này nó như vậy. Cái này gọi là cái giường địa đàng nè, cái này gọi là giường địa đàng đó, không đẹp như giường địa đàng, ai lên đây cũng thấy vui vẻ. Con nghĩ có 1 triệu hút mà mở điên làm kiểu đó không? Ở Việt Nam có nhiều người bỏ tiền xây dựng những cái ngôi chùa rất là lớn, nhưng mà mục đích của họ cũng xây khách sạn trong để họ đem những cái người mà đầu óc khủng hoảng vô trong đó, tâm linh ở đó họ thâu tiền thôi. Họ không có phải như kiểu mình, sư phụ làm sao miễn, tuy là nó thô sơ nhưng mà nó lại làm cho một cái nơi cái tâm của mình nó hỷ lạc thanh bình, lên đây ai cũng có sự vui vẻ cảm nhận vui thanh bình hết đó. Tham là không có mà làm được chuyện đó. Sân, nếu mà sư phụ mà sân hả, thù lật mặt hết một đám mấy ông thầy quốc danh á, ông nào mà sư phụ không biết, thầy Pháp Chơn rồi ông Tịnh Từ rồi sư cô này rồi ông thầy nọ, ông nào mà ông từ lưa trong đó, đa số ông nào cũng có vợ hết á, thù biết hết. Thù đâu giống như là Phương Hằng đâu lật hết làm chi. Rồi chưa nói nữa mấy anh Việt Cộng nằm dũng đây nè, trâu đầy ở dưới núi, thù đâu có sân với họ mà tối ngày họ kiếm chuyện với mình nè ha. Sân si, si là không có rồi đó, si si mời. Si có thể là thích, thích có thể là nói thích tàu đi, thích đồng hồ Rolex thì cái đó là thích. Nhưng mà có cái điều sư phụ nói thiệt, sau khi sư phụ giơ tay thời tài danh sắc thực thì ngày 16 tháng 3 năm 2017 sư phụ không có. Còn trước đó chưa thề thì chiếc tàu nó mua 10 mấy năm rồi, chiếc tàu ngày hôm qua mình lái á. Mấy cái đồ cũ à. Xe của sư phụ chiếc Bentley, chiếc đó 2007, sư phụ mua hồi xưa nó mới to nè, lúc đó con ghé lớn á, nó mới có 8-9 tuổi à, bây giờ nó 30 tuổi rồi. Con thấy nó mới nhưng mà thật sự nó cũ quắc rồi đó. Cái model đó là làm bằng tay, nó không còn là làm nữa. Đồ cũ không à. Cái đó đó là cái khác mà người đời không có làm được. Đại gia không có làm được. Đại gia con mà bước vô nhà của mấy ổng có thể là làm cái giường, cái bát do rất là đẹp, rất là mắc tiền, nhưng mà mấy ông có cho ông bước vô hay không á. Tại vì ban đầu mấy ông nghĩ vô đây mượn tiền tao mà giả bộ mày té mày thưa tao à. Đầu tiên là tao nghĩ như vậy rồi, cho nên mấy ông thợ mà làm xi măng với mấy ông mễ đó, mày biết mày làm cái này cho ai ngồi không? Ai Bill and Bible sẽ lên ngồi đây thiệt á, đâu mày có nhiều lông vậy, mày tin tao đi. Mấy thằng Sài Gòn Thang á, Sài Gòn Thang này nè, không thấy không, hồi xưa thụ nói nó không có tin. Mấy thằng thợ hồ á, tôi nói mày làm đây là cả triệu triệu tỷ tỷ người lên đấy. Mấy thằng nó quảng hồn, nó cứ nghĩ là chỉ có vài người lên à. Nó không phải, cái đó là của nhà mấy thằng tỷ phú. Còn cái này á, mày làm cho lưu truyền cả nghìn nghìn năm á, tỷ người á. Ôi trời, nãy mày nói mình tắt cái clip kia giờ này cũng ra 1 tiếng nữa. Về cái nói lại khúc hồi nãy nhằn cao đồ chắc phải cắt bỏ à. Cắt không? Cần cắt không cao đồ? Cần cắt không?
Không cần á. Xã nghiệp luôn, để là xã nghiệp mà cắt là không xã nghiệp á. Đây cái đời này á, quân à, quân thần đúng không, mà ngồi nói chuyện như bạn bè còn bị thần chặn cổ nữa chứ còn mà như kiểu thời xưa mà thời Châu Võ Vương á, ổng là vua ông ngồi đó, đó có quân thần nào dám chặn cổ ổng đúng không? Thời đại văn minh nó khác. Mình là có hàng lần này, lần này á, không phải lần thường nha con, lần mà gác gác cổng thiên đình đó. Bữa nay xuống đây cái điển á, đừng định tưởng là đá nha con, không ai vẫn chơi được á, có gì nói mà trên trời xuống hạ phàm á.